Thưa các bạn, thì việc lắng nghe trong giao tiếp ấy, nó có vai trò rất là quan trọng. Và kỹ năng lắng nghe ấy, là một trong những cái kỹ năng quan trọng trong giao tiếp, đúng không? Và theo thống kê ấy, thì nói thì người ta sẽ tiếp thu được 31%, 15% sẽ là đọc, 11% sẽ là viết, còn tới 43% là dành cho việc nghe. Như vậy, việc lắng nghe rất quan trọng. Và để thỏa mãn được cái lợi ích của cái việc mà chúng ta lắng nghe thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải hiểu được lợi ích của việc mà chúng ta lắng nghe, đó là chúng ta sẽ thỏa mãn được cái nhu cầu của người nói là một, đúng không? Thật khó chịu mà nếu chúng ta nói mà người khác lại không thèm nghe, đúng không? Ai cũng có nhu cầu được tôn trọng đấy. Đấy, cho nên việc lắng nghe thông tin của người đối thoại là chúng ta đang thỏa mãn nhu cầu của họ, tức là chúng ta đang tạo cho họ cái sự cảm giác được tôn trọng, được thấu hiểu, đúng không? Và cái thứ hai, lợi ích thứ hai chúng ta sẽ thu nhập được là gì? Đó là chúng ta sẽ thu thập được nhiều thông tin. Việc mà chúng ta lắng nghe sẽ kích thích người nói, họ sẽ nói nhiều hơn. Đồng thời chúng ta sẽ hiểu và nắm bắt được cái điều họ nói. Nhờ đó chúng ta sẽ thu nhận và được nhiều thông tin từ từ phía họ. Vậy thì cái hạn chế trong trong hạn chế sai lầm trong giao tiếp ấy, là chúng ta chú ý lắng nghe người đối thoại sẽ giúp chúng ta hiểu được cái suy nghĩ của họ, đồng thời giúp chúng ta có thời gian để cân nhắc xem nên đối đáp như thế nào cho hợp lý, đúng không? Tránh được nhiều sai sót do phát ngôn quá hấp tấp, quá vội vàng. Đồng thời chúng ta sẽ tạo được cái không khí lắng nghe nhau trong giao tiếp, không khí biết lắng nghe nhau trong giao tiếp, đúng không? Khi mà người đối thoại nói mà ta biết lắng nghe thì họ cũng sẽ lắng nghe theo. Nghĩa là nếu mà bạn tạo được cái không khí tôn trọng cho nhau ấy, ta tôn trọng người nói tôn trọng ta, thì lúc đó sẽ là hai bên sẽ có sự giao tiếp với nhau, có sự đồng cảm, những chia sẻ lẫn nhau. Và nó yếu tố quan trọng nữa là nó giúp giải quyết được nhiều vấn đề, nhiều mâu thuẫn, đúng không? Nếu mà chúng ta biết lắng nghe ấy, thì hai bên có thể hiểu được quan điểm, lập trường của nhau, từ đó có thể xác định được cái nguyên nhân gây mâu thuẫn và đưa ra giải pháp khắc phục được cái sự xung đột đấy. Như vậy thì việc lắng nghe nó mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Không phải ngẫu nhiên mà những người từng trải, những người khôn ngoan thường là những người ít nói, các bạn. Họ là những người nghe nhiều để hiểu được quan điểm của đối phương, để tạo một cái không khí tôn trọng cho nhau. Đấy, để thu thập thông tin, để làm hài lòng người nói. Đấy, và họ chỉ nói, họ chỉ lên tiếng khi mà thực sự cần thiết thôi. Đó là lợi ích của việc mà chúng ta biết lắng nghe. Và chúng ta phải hiểu được những lợi ích này, năm cái lợi ích cơ bản này, để từ đó chúng ta nhận biết được chúng ta phải lắng nghe, phải lắng nghe, phải lắng nghe thì mới thành công được. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Ở phần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu những yếu tố cản trở việc lắng nghe, các mức độ lắng nghe, rồi các kỹ năng để mà lắng nghe có hiệu quả.